bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Tiếp tục hôm nay lên sóng để đi cài vang số. Đấy, hôm nay em có một kèo đi cài vang số tại thành phố Hải Dương. Hôm nay là một ngày bận rộn đi cài ba nhà, lên sóng được một nhà thôi. Đó là nhà anh Hà, anh công tác ở bên quân đội ở bên công ty than Đông Bắc. Đấy. Thì anh nâng cấp rất nhiều lần. Đấy, tổng bộ karaoke là những cái đồ đạc trong anh liên quan âm thanh khoảng tầm 700 triệu. Bộ karaoke này của anh thì không quá nhiều tiền, khoảng tầm 70-80 triệu thôi, trên 80 triệu tí tổng thể, hơn 80 triệu đấy, cả đấy nữa thì hơn 80 triệu. Hai con đẩy crown, một đôi JBL Bass 40, một đôi đánh chợ nơi audio center, và một con súp, đấy, một con súp súp điện, con súp điện Waterfay Bass 50. Thì sau nhiều lần nâng cấp thì hôm nay em nâng cấp lại cho bạn, đó là mang rất là nhiều đồ ra. Thì Tinkman 2 Pro, rồi JBL Cash 180 và X5Vida bản quyền. Thì sau thử nghiệm buổi sáng thì anh chọn X5Vida bản quyền cùng với bộ mic 22 3D. Thì không gian của nhà anh thì là tương đối không phải là khó. Phía trước mặt thì là đánh cửa kính, đánh áp lực, đánh áp lực thì là cũng sẽ bị lộn. Đấy, thì sau khi căn chỉnh xong, bạn nghe cảm nhận nhé, bạn cảm nhận về X5Vida bản quyền. Đánh giải bây giờ thì X5Vida bản quyền vẫn là một cái gì đó các bạn cần phải suy nghĩ. Nó vẫn là số 1 ở bên China, vẫn là số 1 ở bên China. Hàng vải ở bên Alibaba các bác vào mua vẫn 4,5 triệu một con. Đấy, hàng vải rất là hiếm, vẫn là số 1 bên China. Thằng X5Vida bản quyền cho chất lượng nhạc tốt, đánh nên không bị vỡ, không bị nhòe, nét. Các bác nghe và cảm nhận nhạc không gian này thì hơi bị vả một chút, đã căn rồi, nhưng mà như thế này là đạt. Và sau nhiều phương án thì anh Hà đã lựa chọn con X5Vida bản quyền và phương án cài của em. Để các bác nghe và cảm nhận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đồng bào và chiến sĩ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.